Lee Jun Ho chia sẻ cảm xúc đặc biệt với Lee Se-young sau siêu phẩm The Red Leaf. Sau phần kết của The Red Leaf, Lee Jun Ho của 2PM đã có buổi chia sẻ về việc hợp tác với Lee Se-young, phản ứng của anh trước những lời khen ngợi và những giải thưởng đã giành được gần đây. The Red Leaf là bộ phim cổ trang kể về mối tình lãng mạn giữa thái tử Ji Sang, Lee Jun Ho thủ vai, người sau này trở thành hoàng đế và cung nữ kiên cường Seom Jeok-im, Lee Se-young đóng. Bộ phim đã phát sóng tập cuối vào ngày 1 tháng 1 với tỷ suất người xem cao nhất từ trước đến nay, đạt mức trung bình 17,4% trên toàn quốc. Thông qua các cuộc phỏng vấn trực tuyến, Lee Jun Ho chia sẻ, "Tôi không nghĩ rằng bộ phim lại có thể nhận được nhiều tình cảm như vậy. Vì tôi đã cố gắng hết sức trong khi diễn xuất nên tôi không thể nghĩ đến việc nhận được sự yêu mến. Tất cả các diễn viên đã quay phim đều siêng năng với tinh thần trách nhiệm phải thực hiện tốt. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng sẽ là tốt nhất nếu chúng tôi thấy công việc của mình vui vẻ. Vì vậy chúng tôi cùng nhau cố gắng và thực hiện tác phẩm của mình. Ở khía cạnh đó, chúng tôi đã có thể giao tiếp suôn sẻ và tôi nghĩ rằng người xem có thể cảm nhận được chân thành đó. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng tôi nhận được rất nhiều tình cảm." Lee Jun Ho cũng bày tỏ sự khen ngợi và ngưỡng mộ đối với bạn diễn Lee Se-young. "Tôi rất thoải mái trên trường quay, cô ấy thật là một nữ diễn viên đáng yêu, dễ tính. Trong khi diễn xuất, chúng tôi có thể bày tỏ rõ ràng những gì chúng tôi muốn và cô ấy là người mà tôi có thể thoải mái chia sẻ ý kiến của mình. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao trong khi chúng tôi tạo các cảnh quay trong dự án này, các ý tưởng của chúng tôi rất khớp với nhau, ngay cả khi chúng tôi không thảo luận về nó. Nếu chúng tôi nói, hãy thử nó như thế này, hai chúng tôi đã làm việc cùng nhau một cách hoàn hảo và có rất nhiều thứ chúng tôi có thể sắp xếp chỉ bằng cách nhìn vào ánh mắt của nhau." Do phản ứng hóa học đáng kinh ngạc của họ, nhiều người xem đã yêu cầu Lee Jun Ho và Lee Se-young làm sống lại mối tình lãng mạn của mình trong một bộ phim truyền hình hiện đại. Lee Jun Ho cho rằng, "Mặc dù chúng tôi không thể đạt được một mối tình lãng mạn tái sinh chỉ khi nghĩ về nó, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng, sau khi chúng tôi để The Red Leaf tồn tại lâu hơn một chút, tôi tin rằng một cơ hội có thể xuất hiện." Lee Jun Ho cũng xúc động về mối quan hệ của cả hai. "Trước bộ phim này, tôi là người hoàn toàn không bao giờ muốn làm người khác trên phim trường. Tôi là người không muốn cho phép một khoảng trống nào. Tuy nhiên, bối cảnh này là một môi trường thoải mái đến mức, ngay cả khi tôi là một kẻ phá đám, chúng tôi vẫn san ủi lẫn nhau. Tôi tự nhiên trở nên đồng hóa với Lee Se-young. Chúng tôi trở thành sức mạnh của nhau. Phản ứng hóa học của chúng tôi thật sự tuyệt vời." Nhờ diễn xuất đáng kinh ngạc của mình, Lee Jun Ho đã được khán giả yêu thích khi giành giải Daesang tại lễ trao giải phim truyền hình MBC năm 2021. Mặc dù đã 13 năm kể từ khi nam idol kim diễn viên ra mắt với 2PM và 9 năm kể từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, anh vẫn đang tiếp tục đạt đến những cấp độ thành công mới với mỗi nỗ lực của mình. "Tôi là người có ước mơ lớn về tương lai của mình từ khi còn nhỏ. Đó là lý do tại sao khi tôi mới ra mắt, người hâm mộ và công chúng đã coi tôi là Jun Ho đầy tham vọng. Mặc dù tôi rất biết ơn vì điều đó, nhưng đó không chỉ đơn giản là tham vọng thời trẻ của tôi, mà còn là ước mơ mà tôi vẫn có. Tôi luôn sống với những ước mơ như trong một vài năm nữa tôi muốn trở thành diễn viên như thế này và vài năm nữa tôi muốn đến nơi này và tôi nghĩ đó là động lực của tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để quảng bá một cách say mê và tôi chỉ biết cảm ơn vì khán giả đã ủng hộ tôi như vậy." Hiện tại, The Red Leaf đã kết thúc. Lee Jun Ho đang chuẩn bị cho buổi fan meeting cá nhân của mình sẽ được tổ chức vào ngày 22 và 23 tháng 1 để kỷ niệm sinh nhật.